Mời quý vị và các bạn cùng đón xem chương trình Lào Cai Hội nhập của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Xu hướng chuyển đổi sinh kế của nông dân vùng ven đô. Chống thất thu thuế từ du lịch dịch vụ. Cơ hội cho sản phẩm nông nghiệp ở Lào Cai mở rộng thị trường tiêu thụ. Chi tiết các nội dung trên sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thay đổi tư duy, kịp thời chuyển đổi sản xuất đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đây đang là xu hướng của nhiều nông dân vùng ven đô thành phố Lào Cai. Nhờ đó đã giúp người nông dân nâng cao được giá trị kinh tế, thu nhập trong điều kiện đất canh tác ngày càng thu hẹp. Nuôi ốc nhồi đang được nhiều nông dân vùng ven đô thực hiện hiệu quả. Giá thức ăn tăng cao nên nhiều diện tích ao nuôi cá của nông dân xã Cốc San đã được chuyển sang nuôi ốc nhồi. Hay những vườn rau, vườn tạp cũng được một số hộ dân xã Cam Đường chuyển đổi đào ao nuôi ốc. Vì lý do mà gia đình tôi quyết định chuyển đổi đó là thấy được cái nhu cầu của khách hàng, của người tiêu dùng về cái con ốc nên là chuyển đổi. Một phần lý do, thứ hai là cái giá của cái cám nuôi cá nó hơi cao. Nếu mà chăn nuôi như trâu bò lợn gà ấy, cũng làm lâu nhưng mà do mình cũng không có thu nhập cao, với cả hay dịch bệnh mất ấy. Mà con ốc này thì tức là vốn đầu tư nó nhỏ, nó dễ nuôi, nó không mất nhiều thời gian. Mình làm việc này mình có thể làm việc khác. Nguồn thức ăn thì mình không phải mua mà mình có thể tự trồng lấy được. Nên là về nguồn thức ăn coi như là không có chi phí rồi. Con ốc dễ nuôi, song người nuôi cũng cần phải có kiến thức kỹ thuật nhất định. Ốc có nhiều ưu điểm như có sức đề kháng tốt, dễ chăm sóc, chỉ cần nguồn nước sạch là có thể nuôi tốt, mà thức ăn, chi phí đầu tư nuôi ốc cũng không cao. Trong khi giá bán không hề thấp, hiện mỗi kg ốc thịt được bán từ 80 đến 120.000 đồng một kg tùy kích cỡ. Hiện nay thì đối với chăn nuôi cá thì cái giá trị ở trên đơn vị diện tích thì cũng chưa đạt được cao, thì hiện nay thì cũng có một số hộ gia đình là cũng mạnh dạn là chuyển từ cái diện tích nuôi cá sang nuôi ốc. Xây dựng các cái mô hình phát triển kinh tế để nâng cao cái thu nhập, nâng cao giá trị trên một đơn vị canh tác cho người dân. Ví dụ như dạng một thì chúng tôi tập trung cho cái việc vận động nhân dân phá bỏ cái cây tre, nó không có hiệu quả về kinh tế, để trồng một số cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao hơn, ví dụ như là cây quế, hoặc là phát triển một số mô hình như là nuôi ốc nhồi, nuôi bò nhốt. Chuyển hướng sang nuôi ốc nhồi chỉ là một trong nhiều loại vật nuôi đang được nông dân vùng ven thành phố Lào Cai thực hiện. Sự năng động này vừa giúp thành phố có thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, khai thác tối đa hiệu quả nguồn vốn đất nông nghiệp ít ỏi nhưng mang lại giá trị thu nhập tối đa cho người nông dân. Thưa quý vị và các bạn, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, kinh tế Lào Cai dần phục hồi mạnh mẽ, nhất là lĩnh vực du lịch dịch vụ. Tuy nhiên, nguồn thu ngân sách từ hoạt động du lịch dịch vụ vẫn chưa tương xứng với doanh thu thực tế. Siết chặt quản lý thu từ lĩnh vực này là một trong những nội dung được tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Những năm trước, nhà hàng này áp dụng hình thức thuế quán với mức 15 triệu đồng một tháng. Từ năm nay, Chi cục thuế thị xã Sapa đã chuyển sang thu thuế kê khai. Ngoài việc thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nguồn thu từ phía cơ quan thuế, bản thân doanh nghiệp cũng nhắc nhở để khách hàng lấy hóa đơn làm căn cứ tính thuế. Nhờ vậy, số thuế doanh nghiệp này đóng hàng tháng cao gấp từ 2 đến 3 lần so với trước. Tất cả những hóa đơn như vậy thì hợp thức hóa với lại cái doanh thu của nhà hàng. Thì đương nhiên là sẽ có một vài cái nhóm khách lẻ lẻ họ đi và họ không lấy hóa đơn. Thì các anh cũng đã chỉ dẫn là sẽ xuất một cái hóa đơn khách lẻ ghi rõ nội dung là khách không lấy hóa đơn. Để chống thất thu thuế từ các hoạt động du lịch dịch vụ, thị xã Sapa rà soát trên 1.000 cơ sở kinh doanh, yêu cầu chủ cơ sở cam kết mức thuế đóng có sự đôn đốc và chế tài xử phạt vi phạm. Với sự quyết liệt đó, năm nay đã có thêm 239 hộ kinh doanh đưa vào diện quản lý, tăng số thuế khoán lên gần 7 tỷ đồng so với năm trước. Ký cái biên bản với lại Hội đồng Tư vấn Thuế xã phường xác định mức thuế số hộ đối với lại Hội đồng Tư vấn Thuế xã phường. Sau khi chúng tôi thống nhất được mức thuế thì chúng tôi tổ chức niêm yết tại phường xã, niêm yết và đồng thời thông báo cho hộ kinh doanh về mức thuế người ta phải đóng, công khai minh bạch, kể cả các cái trường hợp mà còn nợ thuế cũng đều được công khai tại phường xã.
Thống kê thị xã Sapa có tới 34 điểm du lịch chưa đủ điều kiện hoạt động, nhưng vẫn lén lút tổ chức bán vé, gây thất thoát cho ngân sách. Cũng theo tính toán, có khoảng 60% lượng khách du lịch đến Sapa ở trong cơ sở lưu trú như homestay, nhà nghỉ. Tuy nhiên, nguồn thu thuế từ các cơ sở này còn quá thấp. Bởi vậy, việc quản lý chặt chẽ lượng khách lưu trú từ nhiều kênh để làm căn cứ tính thuế cần phải được tăng cường. Còn cái việc mà chúng ta kiểm tra có thể thông qua hình thức là số lượng người lưu trú, thế rồi là những cái mà liên quan đến cái công tác kiểm tra chéo của mình, thì cái việc đó là phải tăng cường cái 79 cái cơ sở lên. Mình kiểm tra điểm của 79 cơ sở sẽ làm được ngay. Còn lại tất cả các cơ sở kia là gì? Đấy là phải rà soát lại cái cơ chế khoán. Tức là khoán 100 triệu hay trên 100 triệu, nó ở đây. Theo Cục Thuế Lào Cai, ước thu ngân sách nhà nước năm 2022 đối với lĩnh vực du lịch, dịch vụ toàn tỉnh là 297 tỷ đồng. Con số này khá thấp, chưa tương xứng với lượng khách đến với địa bàn. Do vậy, ngoài tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức sử dụng hóa đơn, công tác phối hợp cần được tăng cường, nhất là sự quyết liệt trong thanh tra kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở vi phạm kinh doanh trốn thuế. Thưa quý vị và các bạn, liên kết để mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP đang được các ngành, các địa phương của tỉnh tích cực thực hiện. Với các hợp tác xã nông nghiệp của Lào Cai, đây còn là cơ hội để mở rộng thị trường, tìm kiếm bạn hàng và là điều kiện để mỗi người dân nâng cao thu nhập thông qua liên kết sản xuất. Hợp tác xã Hoa Lợi, đơn vị chủ sở hữu thương hiệu sản phẩm tương ớt Mường Khương, cung ứng ra thị trường từ 250 đến 300 tấn sản phẩm ớt đã chế biến. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia các hội chợ, gửi sản phẩm trưng bày, tương ớt Mường Khương đã có mặt ở hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước và đang chuẩn bị các điều kiện để tham gia thị trường Thái Lan. Mấu chốt để làm nên thành công đó chính là đơn vị đã xây dựng chuỗi liên kết với nông dân và giữ nguyên cách làm tương ớt truyền thống. Từ trước đến nay thì hợp tác xã vẫn liên kết với các hộ dân, giao giống ớt cho dân và mình kỹ thuật, rồi mình thu mua. Sản phẩm tương ớt Mường Khương thì nó khác biệt với các sản phẩm tương ớt trên thị trường, là tương ớt Mường Khương được làm nguyên chất, là nguyên là ớt chứ không có pha trộn các cái loại phụ gia khác. Sau gần 5 năm thực hiện chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm, Lào Cai đã có đến 153 sản phẩm đạt sao OCOP các cấp. Điều này cho thấy tiềm năng lớn của địa phương trong việc nâng tầm các sản phẩm nông nghiệp. Sau thời gian ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thì những hoạt động xúc tiến thương mại như thế này là cần thiết để nông sản Lào Cai phục vụ người tiêu dùng cả nước. Lào Cai cũng là một trong những địa phương cung cấp các sản phẩm chuẩn OCOP vào trong hệ thống rồi. Ví dụ như là gạo, như là tương ớt, đảm bảo cái tính mà luân chuyển hàng hóa được liên tục. Thì chúng tôi cũng đã ký với cả những đối tác rất là mạnh về logistics để hàng từ phía Nam ra phía Bắc hoặc là ngược lại từ Bắc vào Nam hoặc là miền Trung cũng phải là những sản phẩm mà tươi sạch. Logistics trong sản phẩm nông nghiệp, thứ nhất là nó chuyên dụng cho cái sản phẩm nông nghiệp thì nó sẽ giảm được cái hư hỏng trong cái khâu vận chuyển, tăng được cái giá trị sản phẩm. Lào Cai hiện có 32 mô hình liên kết trong nông nghiệp, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh và sản phẩm tiềm năng địa phương. Thông qua liên kết đã khai thác hiệu quả hơn 17.000 ha đất với 16.664 hộ tham gia. Tổng giá trị liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong năm trước đạt trên 1.043 tỷ đồng. Hợp tác xã, các thành viên của các liên minh hợp tác xã của các tỉnh sẽ liên kết với nhau để ký kết những cái hợp đồng nó theo chuỗi, từ cái việc sản xuất cho đến cái chuỗi phân phối lưu thông trên thị trường. Liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp không chỉ giúp các hợp tác xã, các chủ sở hữu sản phẩm nông nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ, mà đang trực tiếp giúp bà con nông dân của Lào Cai chuyển đổi tư duy phát triển nông nghiệp hàng hóa, vươn lên làm giàu từ đồng đất quê hương. Khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Simacai đã triển khai nhiều cách làm phù hợp, truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thông qua nhiều hoạt động ngoại khóa. Một buổi hoạt động ngoại khóa chung của các em học sinh trường trung học cơ sở bán chú xã Xín Chén với điệu múa sinh tiền của người Mông, hay giờ học ngoại khóa của học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học số 2 xã Sán Trải được các thầy cô truyền dạy. Thông qua những hoạt động như vậy đã thực sự tạo hứng thú cho học sinh. Đi học thì cũng rất vui,
múa, ôn lại những bản sắc văn hóa dân tộc hơm mông của mình. Ngoài cái chương trình dạy học chính khóa thì nhà trường cũng tổ chức lồng ghép các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tổ chức cho các em ví dụ chơi một số trò chơi dân gian này, hay là một số những cái hoạt động như múa khèn này, múa ô này, hay là múa sinh tiền để các em giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc của người địa phương. Để có được những buổi hoạt động ngoại khóa hấp dẫn, nỗ lực của mỗi thầy cô giáo trong các nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo Simacai phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện, chính quyền địa phương tìm những nghệ nhân về dạy trong toàn bộ hệ thống các trường, coi đây là cách để gìn giữ, phát huy, giúp cho học trò biết trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống. Trên địa bàn huyện Simacai, tất cả các cái đơn vị trường học đã đưa cái hoạt động văn hóa văn nghệ, các cái hoạt động của địa phương, đặc biệt là các cái truyền văn hóa văn nghệ truyền thống của địa phương vào lồng ghép trong các cái nhà trường để giảng dạy cho các em. Thứ nhất là các em duy trì cái bản sắc văn hóa dân tộc và thêm yêu quê hương đất nước của mình và phát huy cái giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Là địa phương có đại bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, các hoạt động ngoại khóa không chỉ góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống mà còn giúp học sinh vùng cao Simacai thêm tự tin và hứng thú mỗi khi đến trường. Đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó hoạt động ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội qua tổ chức đoàn đã giúp cho đoàn viên thanh niên có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Loay hoay với nhiều nghề nhưng không hiệu quả, đầu năm 2022, anh Hồ Văn Mạnh ở thị trấn Bát Sát quyết định khởi nghiệp với mô hình vườn ươm cây giống. Thông qua tổ chức đoàn, anh Mạnh được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hỗ trợ cho vay 100 triệu đồng. Có vốn, quy mô vườn ươm của gia đình được mở rộng, cung cấp ra thị trường khoảng 60 vạn cây giống mỗi năm. Em thấy ở trên địa bàn mình có thế mạnh về lâm nghiệp, nên làm cái vườn để cung cấp giống cây cho bà con. Ngoài em làm vườn ươm, em còn thu mua cả sản phẩm quế cho bà con để thuận tiện cho bà con không phải lo đầu ra đầu vào. Xong em làm thêm mô hình trâu bò vỗ béo nữa. Cái khó khăn nhất của em là nguồn vốn được đoàn thanh niên hỗ trợ, là em cảm thấy rất vui. Nuôi cá nước lạnh từ đầu năm 2020, lứa cá đầu tiên, gia đình anh Chảo Giào Tròi ở xã Trung Trải, thị xã Sapa có lợi nhuận 120 triệu đồng. Nhận thấy hiệu quả, đầu năm nay anh Tròi tiếp tục vay vốn Ngân hàng Chính sách để mở rộng lên 8 hectare ao nuôi cá, thả 12.000 con giống. Cùng với nuôi cá tầm, anh Tròi đang học hỏi kiến thức, kinh nghiệm để nuôi cá hồi. Con cá nước lạnh rất phù hợp với môi trường khí hậu đây. Con cá sinh trưởng phát triển rất tốt ạ. Nuôi cá thì sẽ mang lại kinh tế phát triển cao hơn so với mình làm kinh tế khác, ví dụ trồng cấy ngô hoặc lúa ạ. Hiện các cấp bộ đoàn trong tỉnh đang quản lý 512 tổ tiết kiệm vay vốn, tổng dư nợ trên 900 tỷ đồng, giúp trên 17.000 đoàn viên thanh niên được tiếp cận vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Tổ chức hiệu quả các chương trình diễn đàn khởi nghiệp, vườn ươm doanh nghiệp, hỗ trợ tập huấn kiến thức giúp thanh niên được tiếp cận và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Kết nối các cái đầu ra của sản phẩm và hỗ trợ các bạn trong cái việc mà quảng bá cái thương hiệu, phối hợp với lại phòng dân tộc của thị xã đào tạo các cái kỹ thuật. Thứ hai là về nội dung quảng bá thương hiệu và tạo cái thương hiệu. Chúng tôi cũng tích cực là thành lập cái câu lạc bộ khởi nghiệp Lào Cai, rồi là xây dựng vườn ươm doanh nghiệp để hỗ trợ những thanh niên có cái nhu cầu mà xây dựng làm lập thân lập nghiệp ngay chính trên mảnh đất quê hương và tận dụng những tài nguyên của địa phương để có thể phát triển kinh tế. Với nhiều hoạt động cụ thể, tổ chức đoàn đang là điểm tựa giúp đoàn viên thanh niên có thêm cơ hội để thể hiện bản thân, phát triển sản xuất, kinh doanh, tự tin khởi nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Lào Cai Hội nhập của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.